Chào bác nhé, em lại tiếp tục lên những cái sản phẩm mà mới về hôm nay. Thì mà em vẫn lên sót một chiếc yên. Đây là một chiếc Seoli SMP. Đấy. Chiếc này thấy bảo gọi là dòng yên mỏ quạ gì đấy các bạn. 100% made in Italy. Đây. Gọng cũng sản xuất tại Ý luôn. Đấy. Chiếc này thì em để cho các bác giá là 2 triệu các bác nhé, mã số 82, 2 triệu. Bác nào mà chốt thì có thể nhắn tin qua Zalo cho em. Số Zalo của em là trên màn hình đây. Đó. Sell đi. 2 triệu. Tiếp theo là mã số 72, 2 triệu 300 nghìn. Một đôi CD size 45. Đấy. Đôi này thì mới là hàng lướt thôi chứ người ta dùng chắc được khoảng 1-2 lần gì đó. Đây các bạn nhìn cái gót này, mới tinh này. Đế carbon size 45 các bạn nhé, size 45. Rất là đẹp. Dòng 5 feet, tức là 5 feet đấy. Các bác chân khoảng tầm 43,5 và 44 các bác đi chọn cái mẫu này, đi vừa các nhé. CD form nhỏ nên là các bác chọn tăng lên một size giúp em. Đó. Size 45. Mã 72 giá 2 triệu 300 nghìn. Tiếp theo là một đôi C nữa. Đôi này là mã 104 giá 2 triệu 600 nghìn. Đôi này là size 41 các bác nhé. Cũng là dòng 5 feet. Genius 5 feet. Màu là màu xanh trắng. Đấy. Tem Nhật các thứ thì vẫn còn nguyên đây. Nguyên hộp các bác nhé. Đôi này là đôi trưng bày tại cửa hàng, chưa qua sử dụng nhưng mà nó là hàng trưng bày nên nó có bị bụi bẩn một chút các bác ạ. Về các bác vệ sinh đi là hết các bác nhé. Các bác lau chùi rửa đi là sẽ hết. Đôi này thì sổ sách tem mác còn nguyên này. Đấy, ốc dự phòng cũng như là trong cái sổ này nó có những cái tấm dán này. Các bác có thể dán vào mũ bảo hiểm hoặc là dán vào xe, rất đẹp. Đấy. Cái sổ này ở bên Nhật người ta bán cũng tầm khoảng 1-200 nghìn một cái sổ này đấy. Vì nó có những cái tấm dán này của chính hãng CD. Bán giá cũng hơi cao. Đây là giày đây. Size 41. Đôi này là màu rất là hiếm, trắng xanh. Cực kỳ hiếm luôn. Đây nó có những cái vết bẩn này là do quá trình bảo quản thì nó có vết này bác nhá. Chứ giày này là giày mới 100% chưa qua sử dụng. Size 41. Giày mới tinh luôn. Màu rất là đẹp luôn, màu này đây đúng là cái màu gọi là màu đặc trưng của dòng CD, nó trùng với cái màu đế luôn. Đó. Và màu này cũng rất là hiếm đấy các bạn ạ. Bình thường trên thị trường thì chỉ có màu trắng màu đen thôi, màu này cũng khá là hiếm. Màu xanh nó có ánh bạc bác nhé, màu xanh ánh bạc nhưng rất đẹp. Size 41, 2 triệu 600 nghìn, mã 104, đầy đủ hộp kiện. Đây là một đôi CD hàng sưu tầm các bác nhé, hàng sưu tầm. Các bác mua về sử dụng cũng được hoặc là các bác về làm để sưu tầm làm hàng gọi là kỷ niệm. Đôi này mã 78 giá 1 triệu 500 nghìn. Đấy, hộp của nó thì rất là cổ rồi. Đây, made in Italy đây, hộp. Rất là lâu đời rồi đấy các bạn. Giày xe đạp các bác nhé. Đôi này là size 39. Đây. Con hàng rất là hiếm luôn, rất là hay. Dòng này thì nó có cái này thì em cũng không rõ nó là cái gì, bởi vì em chưa mua cái đôi nào như này. Đấy. Hàng trưng bày sưu tầm. Cá nó có bắt được cả cá của Shimano và cá của Lux đều bắt được nhé. Đây nó có ba cái lỗ cá của Seroth đây. Cái này thì nó có cả lục giác kèm theo để tháo cái này ra. Cái nhựa này em cũng không rõ nó là lắp và để làm gì cả. Chắc là để đi cho nó đỡ bị mòn cái đế thôi. Hàng này là hàng mới chưa qua sử dụng các bác nhé. Size 39. Độc lạ luôn, độc lạ Bình Dương luôn. Đấy, made in Italy. Hàng mới 100% chưa qua sử dụng. Gọi là con hàng tồn kho rất lâu rồi đấy. Đấy. Quay là quay dán các bác nhé. Quay dán. Size 39. Rất là hay. Đó. Giày này các bác có thể lột cái miếng nhựa ra. Các bác có thể đạp với bàn đạp pedal thường cũng được. Các bác không cần phải lắp pedal cá. Đấy. Cái lót bên trong của nó rất đặc biệt. Đây.
cái lót bên trong của nó cũng là da, da thật luôn. Đấy. Các bác nhìn này, lót bằng da thật các bác nhé, rất là dày, rất là đặc biệt. Hàng độc lạ luôn. Size 39 các bác nhé. Bác nào mà chân nhỏ thì đi. Quá hay, quá đẹp. Màu xanh. Rất là đẹp luôn. Đó. Tiếp theo là một đôi Mavic. Đôi này thì đã qua sử dụng. Size là size 41 1/3. Size 41 1/3 các bác nhé. Màu vàng. Đôi này mã 71, giá là 1.700.000. Đôi Mavic đã qua sử dụng. Đôi này thì là đế carbon. Da màu rất là đẹp, rất là nổi bật. 1.700.000. Đôi này thì người ta có cả gắn sẵn cả cá rồi. Cá của Shimano, cá nó hơi mòn một chút nhưng mà vẫn sử dụng bình thường các bác nhé. 1.700.000, size 41 1/3. Tiếp theo là một đôi, đôi này là đôi Giro. Giro nó là tên của một cái giải đua vô địch vòng quanh nước Ý. Đôi này có mã 51, giá 1.600.000. Đôi này là size 40 các bác nhé, size 40. Đôi này cũng là đôi gọi là đã qua sử dụng lướt rồi. Đôi này siêu nhẹ luôn các bạn, siêu nhẹ. Cái hàng này thì cái phần mũi của nó thì nó chỉ hơi bị nhăn nhăn cái da một chút ở phần đầu mũi thôi. Đây, hàng rất là nhẹ, siêu nhẹ luôn. Đế carbon, carbon cường độ cao. Đây, hai module carbon. Cái thương hiệu EC90 này thì chắc các bác cũng không xa lạ gì. Đế thì mới gần như là mới tinh luôn, nó chỉ có đầu mũi của giày thì nó hơi bị sờn một chút thôi. Size 40 các bác nhé. Chân các bác nào mà chân vừa chân các bác alo. Đây nó còn nguyên cả sổ sách của hãng đi kèm này. Sổ sách của hãng cũng như là phụ kiện kèm theo. Kiện thì là gồm 2 tấm lót bên trong. 2 tấm lót và nó có những cái tấm đệm này. Chân bác nào mà nhỏ hơn thì các bác có thể, đây, các bác có thể tháo cái miếng lót này ra. Cái tấm lót này nó sẽ dày mỏng. Dày mỏng khác nhau các nhá, mỗi màu là một dày mỏng khác nhau. Màu đỏ là dày nhất này. Nếu mà chân các bác nào mà bị rộng quá thì bác có thể dán cái tấm dày này vào thì nó sẽ độn cái đế cái gót lên. Đấy. Còn chân mà vừa rồi thì các bác chỉ cần dán một cái miếng mỏng thôi. Phụ kiện theo giày luôn nhé, kiện của Hero luôn. Đấy. Sổ sách đầy đủ hết. 1.600.000, size 40, mã số 51. Đây là một đôi pedal, đôi pedal made in Japan. Đôi này là thương hiệu MKS, rất nổi tiếng của Nhật. Rất là trơn các bác nhé. Rất là trơn. Đôi này thì dành cho các bác mà không sử dụng giày cá, các bác đi giày thường. Các bác đi giày thường thì các bác có thể móc chân vào đây. Đấy, móc cái mũi bàn chân vào đây. Đạp, nếu mà bác nào không quen giày cá thì các bác sử dụng đôi pedal này các bác nhé. Đấy. Móc cái mũi giày vào chỗ này. Để đệm vào đây, đạp nó sẽ không bị mất lực. Đây, made in Japan này. Đôi này là mã 74, 1.100.000 các bác nhé. Phần đệm ở đầu nó có miếng da này. Miếng da ở phần đầu. Đệm để chống bị bẩn và chảy xước cái mũi giày của chúng ta. Đấy, một đôi MSK. À xin lỗi, MKS, một thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật. 1.100.000. Đây là một đôi pedal của Tham, Tham 04 các bác nhé. Tham 04, đôi này thì đã qua sử dụng và bán cho các bác với giá là 800.000, mã 48. Đấy. Sản xuất tại Pháp. Mã số, mã vạch đầy đủ hết. Hình thức còn khá là đẹp. Hình thức còn rất là đẹp nhé. Mã 48, 800k, Tham 04. Còn đây là hai quả líp.
hai quả clip dành cho Shimano 10 các bác nhé, clip 10 của Shimano, clip 10 tốc độ. Clip này là clip 1134, clip 1134, và quả này là quả 1228, clip 10, quả 1228 giá là 1.050.000, mã 100, và quả 1134 mã 98 là 1.001.000. Clip đều là clip mới chưa qua sử dụng, clip chính hãng của Shimano Nhật Bản các bác nhé, chính hãng của Shimano Japan, clip mới hoàn toàn nhé. Sẽ mở cho các xem một quả. Đây. Clip 10, clip 10 của Japan mới chưa qua sử dụng các bác nhé. Mười hai hai tám là 1.050.000, mã số 100, còn 1134 là mã 98, 1.001.000. Video quay giày và phụ kiện này thì em xin phép kết thúc. Bác nào mà quan tâm đến sản phẩm nào thì các bác có thể alo cho em qua số điện thoại trên màn hình, hoặc là các bác nhắn qua Zalo mã số sản phẩm qua Zalo cho em các bác nhé. Xin chào các bác.